chào các anh em. Đây là con Benna. Vẫn còn mới cứng nhưng mà hiện tượng bây giờ nó đang ban bệnh, không lổ được mái. Lổ lên không giữ được găng ti và hay chết mái. Nổ có hiện tượng lụp bụp rồi chết luôn. Lúc đấy Hiếu thấy có con IC trong này này. Khi mình khởi động máy lên thì nó có hiện tượng nó kêu xè xè trong đấy. Thì bây giờ Hiếu phải tháo hết toàn bộ cái dàn áo đằng trước này ra, mình lưng cái mặt lạ của nó ra để mình kiểm tra IC. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ lổ thử con xe này lên cho anh em xem. Xe vẫn mới cứng anh em nha. Đấy. Nhưng mà do tình trạng của khách là không đi. Hiện tại là công tơ mét nó đang là 1575 km. Xe vẫn mở khóa. Còi thử. Bây giờ Hiếu sẽ đề thử. Vinh, không lổ được luôn. Sau khi anh em chúng ta đã tháo toàn bộ vỏ áo yếm của nó ra thì nó đã lộ một cái chế hoạt khí nó như thế này các em nha. Đây. Mà con xe rất là mới luôn. Hiếu quay cho anh em xem. Chưa có biển luôn. Đấy, xe rất là mới mà chạy được có khoảng tầm 1575 thôi anh em. Xe còn chưa có biển luôn. Đấy. Đúng không anh em? Đấy, chưa có gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào công việc nha. Bây giờ là chúng ta sẽ, đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra xăng xuống. Xăng xuống thì có nhiều video clip Hiếu có chia sẻ. Quan trọng nhất là ví dụ như dòng xe này đang lổ có hiện tượng lổ lụp bụp, kéo ga lên bị tắt máy. Việc đầu tiên con xe này của cái đứa em nó đến thì nó bảo là xe nó mới và nó để ở nhà thì khoảng tầm 1-2 tháng rồi. Thì cái hiện tượng này rất là đơn giản luôn. Thứ nhất là Hiếu chỉ nghi là cái thứ nhất là chuột cắn dây điện, có thể nó đứt, nó chậm tạm tạch không nổ được. Còn cái thứ hai là bị để lâu quá do cái quá trình xăng nó xuống nó sẽ bị tắc đường xăng. Cái thứ ba là anh em chúng ta phải kiểm tra đến IC của nó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xăng này. Đây, xăng nó đây các anh em nhé. Thì bây giờ hiện tượng xăng như thế này rồi thì bây giờ anh em chúng ta sẽ đề thử. Chúng ta đề thử để xem là nó có bơm xăng hay không nha. Thủy ơi, ta bóp hộ chồng cái phanh cái để chồng thử máy cho các anh em phát. Cái xe này lại không, nó chỉ có mỗi ăn mỗi phanh sau, phanh trước nó không nhận. Đây phanh bên nào, bóp vào để chồng đề. Đấy, xăng nó vẫn bơm đúng không các anh em? Đấy. Nhưng mà xăng bơm ra nhưng mà mình kéo ra ga là chết. Đấy. Tháo cái con ốc ở chỗ này ra, Hiếu xả hết cái xăng bẩn lâu ngày đi.
thì chúng ta lại xả xăng mới vào là nó sẽ ok các anh em ạ. Anh em chúng ta tháo hết ra nha, cho nó chảy hết ra, hết cái xăng bẩn ra. Đấy. Sau khi anh em chúng ta đã xả hết cái xăng bẩn ở trong cái bô hỏa khí của chúng ta thì bây giờ anh em chúng ta cầm một cái súng hơi như này, chúng ta xịt cái đường ống thông hơi của nó đi. Chúng ta xịt hết cái bẩn thỉu trong này đi. Đây. Rồi ok. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ ráp vào và kiểm tra lại. Anh em chúng ta ráp hơi vào, bây giờ chúng ta sẽ lổ thử kiểm tra. Bây giờ anh em chúng ta lổ thử nha. Vẫn vậy các anh em ạ, có nghĩa là chúng ta ga lên lúc bốc rồi lúc là phình phịch này vẫn không được. Như vậy là anh chị em chúng ta là loại trừ xăng. Rất đùng đùng luôn này. Đấy, các anh em nhìn thấy không? Đấy, ban bệnh. Anh em chúng ta kéo ga lên này, kéo ga hết cỡ luôn, không được luôn. Đấy, không lên được luôn, hết ga. Bây giờ anh em chúng ta tháo buji ra này. Buji thì hiểu thấy rất là đen và khô. Con xe này là hôm nay là ban bệnh là con xe của thằng Sapphire, hãng của Suzuki. Thì hiện tượng ban bệnh của nó là chúng ta là đề máy lổ có ga đăng ti nhưng kéo ga lên là chết. Thì Hiếu đã ghi một vài cái clip nhỏ nhỏ thì Hiếu đã xúc rửa chế này, hay gọi mình còn gọi là xúc rửa bình xăng con và kiểm tra. Nếu còn kiểm tra cả dây lọc xăng này này. Thì đây là dây xăng của nó vào. Thì bây giờ Hiếu sẽ phải bóp phanh để kiểm tra. Nhưng mà hiện tại thì không có ai. Đây Hiếu sẽ cầm cái dây thép này, Hiếu sẽ buộc cái tay phanh vào để bóp đề. Đây nha. À các anh em nhìn đây nha. Đây là dây xăng của nó. Bây giờ Hiếu kiểm tra này. Kiểm tra xăng lại bơm này. Đấy, xăng lên các anh em nhỉ. Xăng bơm lên như này tức là ok các anh em nhé. Rồi. Nhưng mà anh em chúng ta ga lên có hiện tượng bị chết luôn, lịm luôn này. Đấy. Không lên được luôn các anh em nhé. Chúng ta chỉ ga mồi ga đầu khoảng tầm một vài giây thôi là lổ rất là giòn, nhưng mà cái thứ hai là nó xịch 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 này luôn. Rồi. Hiện tượng giật cùng rùng luôn. Rồi. Hiếu sẽ cất cảnh hơn một chút nữa. Bây giờ Hiếu sẽ đề lên phát nữa nha, anh em nghe nha. Đấy, chúng ta đề phát lổ luôn nhưng mà bị giật giật này. Đấy. Lúc đầu tiên anh em chúng ta lổ máy thì ga rất là giòn. Nhưng chỉ sau khoảng 1 phút thôi, 1 phút là nó lịm dần đi là sẽ giật đùng 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 này. Thì đầu tiên Hiếu tưởng là bị tắc xăng.
vì con xe này để khoảng, người ta bảo là khoảng tầm 1 tháng rồi, hoặc hơn 1 tháng rồi người ta không đi. Xe thì xe mới cứng, mới có 1.500 cây thôi. Hiếu tháo cái này ra, mới đầu Hiếu tưởng tắc xăng, tháo ra xúc rửa phụ chế hoặc khí này đi, hay còn gọi là bình xăng con, và kiểm tra xăng bơm vào thì vẫn ok, tất cả ok hết. Điện buji đánh cũng ok, mà điện cao áp đánh xuống cũng xanh đét, rất ok luôn. Bây giờ mà lổ nó cứ giật đùng đùng này. Đấy. Thì bây giờ Hiếu sẽ cận cảnh cái máy quay của Hiếu sát vào cái chân buji này, rồi Hiếu sẽ lổ cho các anh em xem, để các anh em biết. Ban bệnh thì Hiếu đã bắt được ra rồi, nhưng đây là Hiếu làm lại để cho các anh em, để các anh em có thể áp dụng vào cái nghề nghiệp của anh em sau này thôi. Đây các anh em nhìn nha. Mỗi tội cái này nó hơi sát, hơi cao hơn, anh em không nhìn thấy cái đầu buji này. Nó hơi khó nhìn một chút. Đây nha các anh em nhìn nha. Không biết làm thế nào được anh em nhìn rõ hơn nhỉ. Để như này được không nhỉ? Đấy. Các anh em nhìn không? Điện đánh rất ok đúng không? Ga lên là không đi được luôn. Pịch. Hiếu sẽ cận cảnh gần hơn một chút nữa để cho các anh em xem nhé. Đây nha các anh em nhìn nha. Đấy, các em nhìn thấy điện khỏe không? Bánh đen đét luôn, đôm đốp. Các anh em nhìn thấy đấy, xăng có, lửa có, hơi khỏe. Thì tại sao xe lại không lổ được? Mà lúc đầu tiên lổ khoảng tầm 1 phút đầu thì kéo lên rất bốc, khỏe cực kỳ luôn. Nhưng mà sau khoảng tầm 1 phút sau thì nó sẽ bịch, nó không chạy được luôn. Thì Hiếu có xúc rửa chế này, thông chế này, thay buji mới này, các kiểu. Có nghĩa là mình khắc phục đấy, nhưng mà nó vẫn không phải về vấn đề đấy. Thì Hiếu đã tìm ra bệnh. Thì cái bệnh này rất là đơn giản thôi, nó bị chấn thương sọ lão các anh em ạ. Tê liệt dây thần kinh. Tuy điện phát ra nhưng mà nó khi cái có nghĩa là tê liệt dây thần kinh mình gọi nó như nào nhỉ? Kiểu như là lúc thì mình nhớ bạn, mà lúc thì mình lại không nhớ bạn. Đấy, có nghĩa là đầu óc kiểu lú lẫn ấy. Thì tức là con IC của nó đang bị chết rồi. Có không phải là chết mà đang bị chập IC hoặc là bị làm sao đấy, mình cứ gọi là tê liệt dây thần kinh đi các anh em ạ. Thì bây giờ Hiếu sẽ lôi một con IC mới của con Sapphire này ra, Hiếu sẽ lắp vào đây, thì Hiếu sẽ test thử cho anh em một phát ok luôn. Như các anh em nhìn thấy đây nha, đây này, đây là IC của nó, đây là hãng của Suzuki, thì nhìn thì rất là mới đấy, nhưng con này nó đang bị tê liệt dây thần kinh rồi. Đấy, điện có khỏe, rất là khỏe luôn. Nhưng khi anh em chúng ta ga cao lên hoặc là nó bị đột ngột là nó bị mất lửa. Có nghĩa là nó không phải bị mất lửa hoàn toàn, mà có nghĩa là lúc có lửa, lúc không có lửa, lúc có lửa, lúc không có lửa. Đấy, cái kiểu là dạng như thế. Thì đây là con IC mới, cũng chính hãng luôn. Đây là IC cũ, đây là IC mới, chính hãng luôn này. Đấy, anh em nhìn rõ không? Thì bây giờ mình sẽ cắm vào đây, mình test thử cho anh em xem luôn này. Rồi, bây giờ mình sẽ lổ thử, bật quái lên và đề này.
kéo lên bốc ngay các anh em ạ, rất khỏe luôn. Đấy. Rất ok luôn. Thì tại sao là con này nó không bỏ lửa các anh em ạ? Con này nó cung cấp lửa thường xuyên luôn, nhưng con kia nó bỏ lửa.